Chip ơi, thì vẽ về tớ không? Vẽ tranh á? Vẽ về chủ đề gì nào? Chủ đề tự do đi, cậu muốn vẽ gì cũng được. Ok. Tèn tèn, đây là bức tranh của tớ. Tớ còn có cả bài thơ riêng cho bức tranh này luôn nhá. Mỗi lần thấy đuối quá đi, cầm ly trà sữa nhâm nhi đỡ liền. Ôi trời, đúng là tâm hồn ăn uống dâng cao quá tít ạ. Nếu vậy, tớ cũng muốn vẽ đồ ăn cho giống tít luôn. Đâu đâu, tớ xem món gì nào. Đây nhá. Sáng ra làm ổ bánh mì, thêm ly trà sữa thấy gì cũng vui. Ha ha, thì ra Chip còn ham ăn hơn cả tớ. Đâu có, tớ chỉ vẽ tranh thôi mà. Hi hi, chúng mình ghép các tiếng với từ tranh đi, tớ trước nhé. Nhưng tiếng có thể đứng sau là chấp, cãi, cử, đấu, giành, giải. Còn đứng trước từ tranh, ta được các từ đấu tranh, chiến tranh, vẽ tranh, thêu tranh, bán tranh, nhà tranh. Ghép từ với tranh, vậy Chip có mang chuyện tranh đến cho chúng tớ không nào? Không có chuyện tranh, nhưng có câu chuyện bức tranh về mẹ cực hay. Các bạn hãy lắng nghe nhé. Bức tranh vẽ mẹ. Sắp tới, trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi vẽ tranh và chọn ra những bức tranh đẹp nhất để trưng bày. Vì vậy, tiết học hôm nay, cả lớp sẽ vẽ tranh. Chủ đề là vẽ về người mẹ của em. Vẽ về mẹ sao? Hay thế, mình chắc chắn sẽ vẽ thật đẹp cho mà xem. Ơ kìa Vân, sao cậu không vẽ đi? Tớ vẽ ngay đây. Hôm trước lớp mình vẽ tranh rất đẹp. Cô đã chọn ra 3 bức tranh đẹp nhất, độc đáo nhất, vẽ về mẹ để dự thi. Đầu tiên là tranh của bạn Quân. Wow, đẹp quá, đẹp quá. Ước gì tôi cũng vẽ đẹp như vậy. Tiếp theo là bức tranh của bạn Nhật. Ôi, bạn ấy vẽ cứ như người lớn ấy nhỉ. Và cuối cùng là một bức tranh rất đặc biệt. Đó là của bạn Vân. Ơ, đấy là bố mà. Sao lại vẽ bố mặc tạp dề thế kia? Sau khi xem bức tranh này, cô đã rất ngạc nhiên. Bức tranh của bạn Vân rất đặc biệt. Vân có thể nói cho các bạn biết vì sao em lại vẽ như thế này không? Thưa cô, từ khi em sinh ra, mẹ đã không còn, nên em không biết vẽ như thế nào cả. Với em, bố cũng là mẹ. Bố nấu ăn cho em, chăm sóc em. Bố em đúng là một người tuyệt vời. Hóa ra là vậy. Vì bạn Vân không còn mẹ nên bạn ấy không biết vẽ mẹ như thế nào. Tớ thương bạn Vân quá. Đúng vậy, bạn ấy không may mắn như chúng mình. Vậy mà nghĩ lại, nhiều lúc tớ còn không ngoan với mẹ nữa cơ. Tớ hối hận quá. Cậu biết vậy là tốt rồi. Hãy trân trọng những gì mình đang có nhé.